Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Hơn 16,7 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024. Bình ổn giá cả thị trường dịp Tết năm 2024. Thêm cơ hội việc làm cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Trong phần tin quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng trong năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề Xuân đoàn kết, Tết yêu thương. Tới dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương của tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định, Tết vì người nghèo là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tình yêu thương của cả cộng đồng đến người nghèo, người yếu thế trong xã hội bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể. Để có thêm nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo, đồng chí đề nghị và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chung tay ủng hộ, giúp đỡ với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, để cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết thêm vui vẻ, ấm áp, đủ đầy. Tại chương trình, Ban vận động Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ bằng tiền và quà với tổng trị giá hơn 16,7 tỷ đồng từ hơn 200 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp, ủng hộ trong chương trình Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ban tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 1, đồng chí Phạm Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị đã thông tin các chuyên đề, tổng quan tình hình kinh tế xã hội đất nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024. Về công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ ngành, địa phương, đội ngũ, báo cáo viên tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính sách đối ngoại, hội nhập của Đảng, Nhà nước. Đối với tỉnh Lào Cai, trên cơ sở các nội dung được thông tin tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Dương Đức Huy đề nghị các cấp ủy Đảng, đội ngũ báo cáo viên có kế hoạch tuyên truyền phù hợp, tập trung tuyên truyền nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trước mắt là các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm. Hội nghị tổng kết năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa được Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 1. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2023, Vườn Quốc gia Hoàng Liên cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo tồn, bảo vệ và phát triển rừng. Nổi bật là triển khai 4 mô hình: bảo tồn nhân giống loài thông tre lá dài, mô hình nhân giống lan kiếm bạch ngọc xuân và lan kiếm hồng hoàng, mô hình thu thập nhân giống và trồng bảo tồn cây dược liệu hoàng tinh hoa đỏ và mô hình bảo tồn phát triển cây lan kim tuyến. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu Vườn Quốc gia Hoàng Liên chủ động phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng luật lâm nghiệp đến các đơn vị, chủ rừng, người dân địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, giữ gìn tài nguyên, chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tiếp tục xúc tiến du lịch sinh thái, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Dịp này, một cá nhân vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, một cá nhân được tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai.
Vườn Quốc gia Hoàng Liên khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. Phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán, thời điểm này hầu hết các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh trên địa bàn đã chuẩn bị lượng hàng khá dồi dào, nhất là những mặt hàng thiết yếu, sẵn sàng cung ứng ra thị trường trong mùa cao điểm. Tại các siêu thị, cửa hàng mua sắm tiện lợi, những mặt hàng chủ lực như rượu, bia, bánh kẹo, trái cây, các loại hạt đã qua chế biến đều rất đa dạng, phong phú. Siêu thị này hiện đang cung ứng hơn 2.700 sản phẩm, tổng giá trị trên 7 tỷ đồng. Cam kết giữ nguyên giá các sản phẩm thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ cái khâu chuẩn bị từ bây giờ, từ bước nhập hàng, các đối tác chuyển hàng đến là bọn tôi cũng đã có danh sách và cũng đủ để lượng nhu yếu phẩm để phục vụ bà con trong dịp Tết này. Thời gian này là chúng tôi đang cố gắng là ký cái cam kết với các nhà phân phối làm sao là hàng hóa để đảm bảo và cái giá là bình ổn nhất có thể. Tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Lào Cai, giá cả hàng hóa những ngày này vẫn giữ ổn định. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh có nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay tôi thấy trong dịp Tết này thì mặt hàng rất chi là nhiều, dồi dào mà giá cả không có biến động gì cả. Bà con rất chi là ok. Hôm nay về đơn thì thực sự là thực phẩm rất chi là dồi dào, mùng 2 Tết họ đã có chợ bán rồi nên là xu hướng bà con đã không có tích trữ nhiều. Do khó khăn chung của nền kinh tế, dự báo nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng đột biến, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Theo ngành công thương, dự kiến dịp Tết này sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 7.500 tấn gạo, từ 6.800 đến 7.000 tấn thịt, cá và 31.000 đến 32.000 tấn rau xanh các loại. Ngành công thương đã lên kế hoạch chi tiết, ưu tiên cho việc cung ứng nguồn hàng ổn định, phong phú, nhất là bình ổn giá. Ngành cũng có kế hoạch tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường Tết. Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương cùng với các cơ sở đầu mối về phân phối cũng như là các siêu thị, trung tâm thương mại để chuẩn bị sẵn sàng các hàng hóa phục vụ cho cuối năm, không tạo ra sự khan hiếm hàng hóa. Với sự quản lý sát sao từ ngành chuyên môn và chủ động của các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng, hiện nguồn cung lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đang rất dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Tiếp theo là thông tin thị trường. Thời điểm này, tại các cửa hàng bán hoa tươi trên địa bàn thành phố Lào Cai, không khí đã nhộn nhịp hơn khi các chủ cửa hàng bắt đầu nhập các loại hoa phục vụ nhiều người có nhu cầu chơi hoa Tết sớm. Hoa ly giá từ 200 đến 270.000 đồng một bó, 10 cành, loại đặc biệt, Layon 70 đến 85.000 đồng một bó, Tuyết Mai 70 đến 90.000 đồng một bó, hoa cúc màu xanh, cam, tím có giá 160 đến 180.000 đồng một bó. Những chậu đào cảnh, gốc đào, chậu quất to thường được nhiều người lựa chọn chơi trưng bày trong dịp Tết. Vào thời điểm này, một số cửa hàng cũng bày bán những cành đào mini, chậu quất nhỏ phục vụ người chơi sớm. Với giá phải chăng, đào từ 150 đến 240.000 đồng một cành, quất trên dưới 100.000 đồng một chậu. Ngoài hoa tươi, thị trường hoa quả giả phục vụ trang trí Tết năm nay khá phong phú, đa dạng và rất bắt mắt. Các mẫu mã được ưa chuộng nhất là cành quả hồng, cành quả táo. Những loại quả vốn được xem là mang lại may mắn cho năm mới, giá từ 50 đến 55.000 đồng một cành. Chợ Hoa Xuân Giáp Thìn 2024 được thành phố Lào Cai tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến 10 giờ ngày 9 tháng 2, tức từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp. Chợ Hoa Xuân được tổ chức tại hai địa điểm chính là khu vực đường An Dương Vương thuộc phường Cốc Lếu và Kim Tân và khu vực sân vận động phường Pom Hán. Dự kiến có trên 300 gian hàng tham gia. Các mặt hàng chủ yếu là hoa, cây cảnh, đồ trang trí đón Tết, hàng tiêu dùng. Chợ Hoa Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách khi đến với thành phố Lào Cai. Tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, đất nước tỷ dân với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, Lào Cai đã và đang thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện, không bỏ lỡ cơ hội này. Nhiều sinh viên của Lào Cai đã nhanh nhạy nắm bắt và học tiếng Trung được xem là điều kiện quan trọng để tìm kiếm việc làm cũng như có mức thu nhập hấp dẫn.
Ngay từ khi học trung học phổ thông, Đặng Thị Sậu đã yêu thích ngôn ngữ Trung Quốc. Hiện cô sinh viên này đã có chứng chỉ HSK5 và giành giải nhất tại cuộc thi hùng biện tiếng Trung cấp tỉnh. Cũng nhờ ngôn ngữ Trung Quốc mà dù chưa tốt nghiệp, Sậu vẫn tự tin với công việc gia sư, thu nhập khoảng 10 triệu đồng một tháng. Lào Cai tác với Trung Quốc nên sẽ có rất nhiều cơ hội để làm việc và sử dụng tiếng Trung. Mức lương của tiếng Trung thì so với các ngành khác thì em thấy cao hơn một chút. Có dễ tìm việc không? Em thấy dễ ạ, tại bây giờ nhu cầu học tiếng Trung của mọi người rất nhiều ạ. Sau 3 năm học, Hoàng Thị Xuân tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và dễ dàng tìm được công việc phù hợp, đó là giảng viên tiếng Trung tại một trung tâm của thành phố Lào Cai. Không chỉ Xuân mà nhiều bạn học khác của cô cũng được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao. Theo nhận thấy là sinh viên mới ra trường cũng sẽ có những cái công việc phù hợp với năng lực của mình vào thời điểm đó. Thế nhưng mà các bạn cần ra trường với mức em nghĩ là khá trở lên. Nhưng mà ngành ngôn ngữ này thì em thấy là nó cũng những bạn theo đuổi nó cũng dễ học và cũng phải có một cái trình độ tương đương HK4 trở lên đối với trình độ cao đẳng. Ra thì chắc chắn em thấy nghĩ là cũng sẽ xin được việc thôi ạ. Mới chính thức tuyển sinh chuyên ngành tiếng Trung Quốc từ năm 2023. Tuy nhiên số lượng sinh viên đăng ký theo học chuyên ngành này tại trường cao đẳng Lào Cai đang tăng nhanh. Năm học 2023-2024 có tới hơn 200 sinh viên theo học ở 7 lớp tiếng Trung, tăng 3 lớp so với năm học trước. Các bạn được học tập ở trong môi trường khá hiện đại, có những hệ thống như phòng lab, phòng nghe này và có những hệ thống phòng thực hành này. Và cái thứ hai nữa đó là chúng tôi đều là những giảng viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng và trong và ngoài nước. Theo khảo sát, 100% sinh viên ngành tiếng Trung ra trường đều tìm được việc làm, phổ biến là giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tiếng Trung trong nước và quốc tế, tham gia biên dịch, phiên dịch cho các dự án, công ty nước ngoài với mức thu nhập khá tốt. Hiện ngôn ngữ Trung Quốc vẫn đang là ngành học hot tại trường cao đẳng Lào Cai, được nhiều sinh viên lựa chọn cho định hướng nghề nghiệp của mình. Điều 5 Nghị định số 88 của Chính phủ quy định, người lao động bị bệnh nghề nghiệp sau khi nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển nơi làm việc mà nghi ngờ hoặc thấy có triệu chứng dấu hiệu bị bệnh nghề nghiệp do các nghề công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp trước đó đã làm việc gây nên thì được chi trả các chế độ như sau. Các chế độ theo quy định tại Luật An toàn vệ sinh lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm chi phí giám định thương tật, bệnh tật, trợ cấp một lần hoặc hàng tháng, trợ cấp phục vụ, đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hàng tháng, hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp, chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại thời điểm người lao động khám bệnh chữa bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. Tiếp theo chương trình, cảnh báo tình trạng sử dụng bừa bãi rễ củ cây rừng làm thuốc. Xu hướng đấu giá biển số xe trên thế giới. Theo Bộ Công Thương, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức từ ngày 1 đến 31 tháng 5 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Theo kế hoạch, các đơn vị sản xuất chủ động đổi mới, đẩy mạnh thông tin truyền thông, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, tổ chức đối thoại, chia sẻ các sáng kiến điển hình, mô hình hay trong triển khai an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu, đầu tư cải tiến dây chuyền, máy, thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân thuộc diện phải di rời để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương hoàn thiện hạ tầng tại các khu tái định cư. Đến nay, hàng trăm hộ dân đã nhận đất và tiến hành xây dựng nhà mới. Gia đình anh Mai Quang Việt là một trong 30 hộ đầu tiên nhận đất và xây dựng nhà ở tại khu tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Dự kiến khoảng 3 tháng nữa, ngôi nhà sẽ hoàn thành. Bà con ở đấy thì cũng rất là đồng tình, tạo điều kiện của chính quyền với bán với huyện cùng để xây dựng cái ngôi nhà để sáng năm để bà con được chuyển về, tôi được chuyển về đấy ở. Dự án cao tốc Bắc Nam đi qua huyện Thạch Hà có chiều dài gần 19 km. 8 khu hạ tầng tái định cư đã được xây dựng để bố trí cho khoảng 200 hộ dân về ở. Hiện 6 khu hạ tầng tái định cư đã hoàn thành 100%, 2 khu đang tiến hành thi công, khối lượng đạt khoảng 95%.
đầu tư xây dựng đồng bộ, bao gồm có sán nền đến cột hoàn thiện, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, lát gạch vỉa hè, trồng cây và hệ thống đường giao thông được trải thảm, đảm bảo cho các cái hộ dân tái định cư ra địa điểm mới. Còn tại huyện Cẩm Xuyên, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam có tổng chiều dài hơn 30 km, đi qua địa bàn 8 xã. Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành 8 khu tái định cư, sẵn sàng đón 150 hộ dân thuộc diện phải di chuyển về ở. Một số hộ, một gia đình mà đã nhận đất sớm thì hiện nay đã vào để ở và sinh hoạt bình thường, ổn định cái cuộc sống cho các hộ. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài hơn 102 km. Việc hoàn thành các khu tái định cư đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao hơn 98% diện tích mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ dự án. Mặc dù đã cảnh báo nhưng một số người dân vẫn sử dụng các lá, rễ cây rừng không rõ nguồn gốc, tác dụng để làm thức uống, làm thuốc. Điều này gây ra nhiều nguy cơ về sức khỏe cũng như tính mạng của người sử dụng. Mới đây nhất, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ việc ngộ độc nghiêm trọng do uống nước nấu từ rễ cây rừng khiến một người tử vong, ba người nhập viện điều trị. Thậm chí ngay ở trang mạng xã hội, các rễ, củ, thân cây, nấm rừng cũng được giao bán và quảng cáo nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người. Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên tự ý chọn ngâm rượu hoặc sắc nước lá, rễ cây trong rừng không có nguồn gốc để uống khi không có sự tư vấn của thầy thuốc có chuyên môn. Nếu có các dấu hiệu bị ngộ độc như nôn, đi ngoài, đau đầu, chóng mặt, co giật, cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được xử lý kịp thời. Tin thế giới, năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cầu sẽ tăng nhẹ, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về nguy cơ năng suất đình trệ, bất bình đẳng ngày càng trầm trọng và lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 5,1% trong năm 2023, tuy nhiên Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo rằng tỷ lệ này trong năm 2024 sẽ tăng trở lại, lên mức 5,2%. Thu nhập thực tế sẽ giảm ở hầu hết các nước G20 và nhìn chung tình trạng khó khăn do lạm phát sẽ khó có thể được bù đắp nhanh chóng. Tình trạng bất bình đẳng ngày càng lan rộng, năng suất trì trệ là những điều gây lo ngại. Báo cáo cũng cho thấy thị trường lao động ngày càng mất cân bằng trong bối cảnh có nhiều cuộc khủng hoảng, làm chậm lại những tiến bộ trong nỗ lực cải thiện bình đẳng xã hội. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố mới đây, Ngân hàng Thế giới WB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của khu vực Mỹ Latin và Caribe lên mức 2,3%, tăng 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái. Theo WB, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ Latin trong năm nay sẽ tăng nhẹ so với mức 2,2% của năm ngoái và tăng trưởng kinh tế của khu vực này dự kiến sẽ ở mức 2,5% trong năm 2025. WB cũng dự báo GDP của ba nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin sẽ tăng lần lượt 1,5%, 2,6% và 2,7% trong năm nay. Các chuyên gia của WB đánh giá nền kinh tế của khu vực Mỹ Latin có bước cải thiện là nhờ nhu cầu trên thị trường thế giới dự kiến sẽ tăng cao hơn trước, chủ yếu là do sức mạnh tăng trưởng của Mỹ. Chính phủ Malaysia đã coi chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cho rằng thành công của chuyển đổi số sẽ làm nên thành công của nền kinh tế quốc gia. Phát biểu tại một sự kiện về triển khai kỹ thuật số, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia cho rằng nước này hiện đang ở thời điểm thích hợp để triển khai mạng lưới 5G với nhiều ưu điểm dựa trên nền tảng sẵn có của số hóa. Chính phủ Malaysia đã triển khai gói cước 5G kết hợp điện thoại thông minh để giúp người dân có thể tiếp cận với số hóa và góp phần quan trọng cho hoạt động kinh tế số ở Malaysia. Tất nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, Malaysia sẽ gặp phải không ít thách thức. Nước này đã thành lập Bộ chuyển đổi số trong đợt cải tổ nội các hôm 12 tháng 12 vừa qua và đặt mục tiêu đưa Malaysia trở thành trung tâm số của khu vực, cũng như là top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 10 năm tới. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta quan niệm biển số xe đẹp thể hiện vị thế đẳng cấp và cá tính của chủ sở hữu. Chính vì vậy mà nhiều biển số đẹp, độc đã được trả với cái giá trên trời, miễn là đấu giá minh bạch. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, kể từ năm 2006, hơn 40.000 biển số xe ở Hồng Kông đã được bán đấu giá.
Còn ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, việc tham gia mua bán các biển số xe đẹp không chỉ đơn giản là phục vụ cho sở thích cá nhân, mà đó còn là một cách đóng góp cho quốc gia vì mục đích từ thiện. Trong khi tại Mỹ, tất cả 50 bang đều cho phép chủ xe được lựa chọn biển cá nhân hóa theo sở thích và có tính phí. Hàng năm, Mỹ cũng tổ chức các phiên đấu giá biển số đẹp và một phần tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích từ thiện. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 11 tháng 1 năm 2024. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét hại. Nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 95%. Khu du lịch Bắc Hà có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.